FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sarpsborg và câu lạc bộ Ajax. Đây là trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới của hai đội, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 19 tháng 7 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ Sarpsborg sẽ tiếp đón Ajax trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì các cầu thủ Sarpsborg trận đấu này cũng là những người đứng nhất của trên và sẽ chấp đội khách Ajax với mức kèo là 0.5, mức kèo hơi hạ xuống còn 0.25 và tăng 0.75, mức tài xỉu trận này là 2.5, 2.75 và 2.25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ các màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh, và các bạn ấn vào cái đường link màu xanh đó, sau đó các bạn ấn vào chữ đăng ký nữa là xong. Ngoài ra thì mình cũng up một số video nhận định khác trên kênh Di Soi số 1. Thì bạn nào rảnh đó nữa các bạn hãy là ghé qua kênh đó để tham khảo thêm về những kèo bóng khác nha. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Thì trong quá khứ Sarpsborg và Ajax có 3 lần gặp nhau, và 3 lần gặp nhau đó thì Sarpsborg thắng 2 và Ajax thắng 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Sarpsborg, Sarpsborg thắng 3 và 1 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Ajax thì Ajax thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội chủ nhà Sarpsborg chấp 0.5 hoặc là 0.25 trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực cũng như là chiều sâu đội hình ở hiện tại thì Sarpsborg cũng nên được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Ajax đôi chút. Thứ hai là trận đấu này Sarpsborg có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu thì Sarpsborg họ cũng còn đang khá là vượt trội hơn so với Ajax các bạn. Đặc biệt là những lần mà chạm trán với Ajax ở thời gian trước đây thì đa phần trên sân nhà là Sarpsborg điền chiến thắng. Qua trận đấu này nhà cái cũng chỉ được cái mức kèo là dưới một trái mà thôi. Và phong độ của Sarpsborg thời gian này cũng rất ổn định, thì mình dự đoán là một lần nữa Sarpsborg họ sẽ tận dụng được lợi thế sân nhà của mình để có một lần nữa chiến thắng được trước Ajax. Chỉ cần mà Sarpsborg mà có thắng tối thiểu Ajax thôi thì chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Sarpsborg chấp 0.5 hoặc là 0.25 trận này. Mức tài xỉu trận này là 2.5, 2.75 và 2.25. Thì mặc dù trận đấu này Ajax bị nhét ở dưới, tuy nhiên Ajax họ cũng là đội bóng có thực lực cũng như là một thế lực của bóng đá Hà Lan. Và mình dự đoán trận này Sarpsborg họ thắng Ajax nhưng mà thắng không nhiều đâu. Với lại những lần mà hai đội gặp nhau trước đây thì cũng không nhiều thắc ghi, thường là từ hai bàn trở xuống. Mình dự đoán trận này có thể là kết thúc 9 phút sẽ có số là 1-0, cùng lắm là 2-0 nhưng mà cho Sarpsborg. Cho nên mà tin tưởng mình nó ưu tiên đá cửa xỉu trận này. Thật sự thì trận đấu này mình cũng không kết cái cửa Sarpsborg cho lắm, mình kết cái cửa xỉu hơn. Và nào tin tưởng mình hay là cân nhắc đá cửa tài xỉu trận này không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và số 1 trái. Dự đoán hiệp 1 với là thế sân nhà, Sarpsborg sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn hay là đá cửa Sarpsborg chấp 0.25 hoặc là an toàn các bạn nên lựa kèo đồng. Và đợi tài hại như một thì vào nhẹ thôi hiệp 1. Tóm lại trận đấu chốt kèo là chọn cửa Sarpsborg và đá xỉu, ở hiệp 1 chọn Sarpsborg và đợi tài hại như một thì vào. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn lựa chọn của mình nha.